nhiễm không khí và các cơn mưa axit đang làm xói mòn các viên đá hoa cẩm thạch và các họa tiết của chúng. Hiện tượng thời tiết bất thường cũng ảnh hưởng đến cấu trúc của tường và các đền thờ cổ. Đồi Acropolis, nơi có ngôi đền nổi tiếng Parthenon thờ thần Athena, là địa điểm khảo cổ được chú trọng bảo tồn nhất của cả nước, song cũng không chống chọi lại được những tác động của biến đổi khí hậu. Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết, các bức tường của thành phố cổ Athens bao quanh đồi Acropolis đang có nguy cơ bị xói mòn nhanh chóng. Chúng tôi phải đối mặt với những trận lũ lụt, hạn hán, những hiện tượng thời tiết cực đoan, đe dọa đến các di tích đã tồn tại trong hàng ngàn năm qua. Bên cạnh đó, mực nước biển tăng và sự thay đổi liên tục giữa lũ lụt và khô hạn đã khiến nền móng của các di tích bị mất ổn định. Từ năm 2004, các kỹ sư và nhà phục chế đã sử dụng công nghệ laser tiên tiến để làm sạch bề mặt của các di tích cổ khỏi sự ô nhiễm, tuy nhiên vẫn chưa đủ để có thể bảo tồn nguyên vẹn những di tích này.